Rồi, xin chào tất cả các bạn, mình đang ngồi ở cafe đây. Thì chắc là từ giờ mình sẽ bắt đầu làm về các tựa game sinh tồn nhé. Sẽ đúng như tên gọi của kênh mình luôn, là Lựa Trại luôn. Mình sẽ bắt đầu làm những tựa game sinh tồn. Và mình đang chơi con là con Dair Survival nhé, hình như là vậy. Hoặc là Brand New gì đấy, mình không rõ đấy. Nói chung là mình làm mấy nhiệm vụ là hiện tại là mình làm đến nhiệm vụ là hình như là chặt cây. Mình sẽ chặt số cây và mình tiếp theo là làm một con dao. Thì mình cũng vừa mới chơi game thôi, mình cũng không rõ lắm về game này, chưa biết là nó như lửa và chạy. Xem như là chúng ta phải chế tạo, chúng ta đã có lửa rồi, mình sẽ dùng riêng để tăng khả năng nhanh hơn. Đây là trại, mình sẽ dựng trại ở đây, đó là cách tốt nhất. Tôi đã có lửa mở ba lô cho là nước. Thế ta sẽ mình đã có nước và mình sẽ nấu cái này lên. Ăn cái này vào. Yeah. Có vẻ xa đấy. Chắc là mình cần xin lỗi là mình hơi ho vì mình đang mùa lạnh, mình dễ ho. Mình sẽ ra đây kiếm miếng nước. Chúng ta sẽ cần rất là nhiều nước. Đó là lý do mình kiếm rất là nhiều. Mình không biết các bạn chơi thế nào nhưng mà mình cứ chơi theo ý nghĩ của mình. Có nhà này. Mình sẽ thử vào nhà tìm xem có đồ không nhé. Có lẽ là sẽ có đồ đấy. Mấy thứ vô vẩn thôi. Mấy thứ này năng lắm. Mình cũng thử đánh một vài chân rồi thì mình cũng biết là nó cũng... Đồ của mình không được nhiều. Và mình cũng vừa mới học chơi cho nên mình nghĩ là mình phải từ từ thôi. Từ từ làm quen thì mình sẽ đi đến những cấp độ cao hơn thì mình có thể mình chơi tốt hơn. Mình cần uống nước rồi. Nước có vẻ ổn hơn rồi đấy. Sẽ nằm ngủ một tí. Như là vừa nãy mình có nhìn thấy là săn thú mà. Mình tự săn thú không? Như là không có con thú nào rồi các bạn. Mình nên uống thêm ít nước nữa cho cơ thể. Mình sẽ đi đến thành phố rồi, có lẽ mình sẽ giới thiệu với các bạn đến đây thôi. Có lẽ là nhiều bạn cũng biết tựa game này rồi bởi vì tựa game này cũng rất là hay, được đánh giá là 4,7 sao trên Google Play. Các bạn có thể tải về chơi và cách có từ khóa là Dair Survival là có thể chơi được rồi. Mình cũng làm clip đến đây thôi, mình sẽ cố gắng chơi thật nhiều con này để có thể làm được
xem là mình có thể sinh tồn được bao lâu. Mình phải là tìm hiểu cái đã, chứ bây giờ mình cũng chưa biết gì cả. Rồi, chào các bạn.